Lộ clip chứng minh Trường Giang cũng có tình cảm với nam em. Mới đây, chuyện tình cảm giữa Trường Giang và nam em bất ngờ được người đẹp sinh năm 1996 chia sẻ khiến cho cộng đồng mạng xôn xao. Theo nam em, tình cảm của cô và Trường Giang xuất hiện từ khi cả hai cùng tham gia một game show trong thời gian dài có tên là 7 nụ cười xuân. Chương trình được phát sóng vào hồi giữa tháng 1 năm 2018. Nhiều người đã lục lại những đoạn diễn xuất chung của cả hai người trên sân khấu 7 nụ cười xuân và phát hiện ra một điểm khiến cho ai cũng tin tưởng rằng lời nói của nam em là có cơ sở. Thực sự Trường Giang cũng có tình cảm với cô tại thời điểm này. Trong tập 2 của 7 nụ cười xuân, có sự xuất hiện của Trường Giang và nam em, Hồ Việt Trung, Harry Won và một số nghệ sĩ khác. Tại phần tiểu phẩm của Hồ Việt Trung, có cảnh nam em Trường Giang và Harry Won cùng nằm trên giường bệnh. Điều ngạc nhiên là bàn tay của Trường Giang đã không giấu giếm, nắm lấy cổ tay của nam em khi cả hai nằm cạnh nhau. Không dừng lại ở đó, Trường Giang còn nhẹ nhàng dàn nắm lấy bàn tay của người đẹp sinh năm 1996 này. Hành động này không hề liên quan tới bất cứ điều gì của tiểu phẩm cũng như chương trình. Theo nhiều người, đây là một khoảnh khắc thăng hoa cảm xúc như nam em vẫn nói. Khoảnh khắc này có thể cho thấy được tình cảm của nam em và Trường Giang không phải chỉ từ một phía. Danh hài sinh năm 1983 này đã có thể hiện sự quan tâm của mình đối với nam em. Mới đây trên Facebook cá nhân của mình, nam em đã chia sẻ lời xin lỗi tới dư luận cùng Trường Giang, Nhã Phương. Nhiều lời chỉ trích hướng tới cô gái trẻ 22 tuổi, nhưng cũng không ít những lời động viên trách cô sao quá dại dột vì yêu không đúng người và kể chuyện đời tư không đúng thời điểm. Tới thời điểm hiện tại, Trường Giang vẫn im lặng trước sự việc. Về phía Nhã Phương, cô vẫn đăng tải những bức ảnh du lịch bên Mỹ mà không mảy may nhắc tới chia sẻ của nam em về chồng sắp cưới của mình. Vì hôm nay anh đi làm xa em, cảm giác thật buồn vì
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Lộ clip chứng minh Trường Giang cũng có tình cảm với nam em. Mới đây, chuyện tình cảm giữa Trường Giang và nam em bất ngờ được người đẹp sinh năm 1996 chia sẻ khiến cho cộng đồng mạng xôn xao. Theo nam em, tình cảm của cô và Trường Giang xuất hiện từ khi cả hai cùng tham gia một game show trong thời gian dài có tên là 7 nụ cười xuân. Chương trình được phát sóng vào hồi giữa tháng 1 năm 2018. Nhiều người đã lục lại những đoạn diễn xuất chung của cả hai người trên sân khấu 7 nụ cười xuân và phát hiện ra một điểm khiến cho ai cũng tin tưởng rằng lời nói của nam em là có cơ sở, thực sự Trường Giang cũng có tình cảm với cô tại thời điểm này. Trong tập 2 của 7 nụ cười xuân, có sự xuất hiện của Trường Giang và nam em, Hồ Việt Trung, Harry Won và một số nghệ sĩ khác. Tại phần tiểu phẩm của Hồ Việt Trung, có cảnh nam em, Trường Giang và Harry Won cùng nằm trên giường bệnh. Điều ngạc nhiên là bàn tay của Trường Giang đã không giấu giếm, nắm lấy cổ tay của nam em khi cả hai nằm cạnh nhau. Không dừng lại ở đó, Trường Giang còn nhẹ nhàng dặn nắm lấy bàn tay của người đẹp sinh năm 1996 này. Hành động này không hề liên quan tới bất cứ điều gì của tiểu phẩm cũng như chương trình. Theo nhiều người, đây là một khoảnh khắc thăng hoa cảm xúc như nam em vẫn nói. Khoảnh khắc này có thể cho thấy được tình cảm của nam em và Trường Giang không phải chỉ từ một phía. Danh hài sinh năm 1983 này đã có thể hiện sự quan tâm của mình đối với nam em. Mới đây trên Facebook cá nhân của mình, nam em đã chia sẻ lời xin lỗi tới dư luận cùng Trường Giang, Nhã Phương. Nhiều lời chỉ trích hướng tới cô gái trẻ 22 tuổi, nhưng cũng không ít những lời động viên trách cô xa quá dại dột vì yêu không đúng người và kể chuyện đời tư không đúng thời điểm. Tới thời điểm hiện tại, Trường Giang vẫn im lặng trước sự việc. Về phía Nhã Phương, cô vẫn đăng tải những bức ảnh du lịch bên Mỹ mà không mảy may nhắc tới chia sẻ của nam em về chồng sắp cưới của mình.